thế thôi mọi người, mới được có một phần quà thế Đồng Tháp ơi. Ai khi đi mình đi một lượt sẽ nói di chuyển đến đây nha. Em mời mình có đội gì Thanh đang muốn thách đấu với đội mình đó, di chuyển đây cho mình đấu với gì Thanh nha. Trời ơi chị em búa nhỏ luôn rồi, chị em đang quá thành cô lông trưởng môn phái cổ mộ. Cố lên chị, gắng lên. Ôi trời ơi xuống nhà chị, người ta nói chị xịt keo đi hết nổi ha. Bây giờ nè Đồng Tháp ơi, Đồng Tháp hiện tại có một đoàn vị Thanh muốn thách đấu với đội mình, bây giờ mình lên mình đấu với Thanh chặn giao hữu có được không? Ok ha, bây giờ em mời Đồng Tháp lên trên cầu màu đỏ để mọi người trùng với màu áo mình luôn. Vị Thanh ơi, vị Thanh, vị Thanh bây giờ mình dồn hết qua bên giùm em đi. Vị Thanh nói với mấy bạn mình dồn hết qua bên. Em nghe nói là trong đoàn mình có mấy bạn mình từ nước ngoài về đúng không mọi người? Từ đâu về hả chị đẹp? Hàn Quốc ha. Ôi ơi, nói mấy bạn Hàn Quốc mình di chuyển qua đây giùm em này, dồn qua bên nha. Các bạn nào Hàn Quốc đâu? Ba bạn Hàn Quốc nha. Ôi ơi, bữa nay chơi chung với chai hàng nha mấy chị ơi, lên nè chị. Rồi nói mấy bạn dồn qua đây chị. Đúng rồi, dồn qua, dồn qua. Đúng rồi. Trời ơi, nhà chạy hàng mà tụi nó đi như sumo Nhật vậy nè. Rồi, quay mặt lại. Rồi. Ê, anh Kiểm, anh Kiểm lớn mà nó máy nha. Máy con ốc vô một cái là lỗi tạo quá nha anh Kiểm. Đứng lên anh Kiểm. Rồi, đứng lên nè mọi người. Rồi, bây giờ bên đây là 3, 6, 7 người. Bây giờ Đồng Tháp cử cho em 7 người đi. Bây giờ 3, 6, 7 đủ luôn nha. Hay quá vậy nè. Rồi, khoan anh Kiểm từ từ. Trời ơi, ta chưa biết lực đó anh Kiểm. Rồi chị đẹp ơi, em hướng dẫn lượt cho mình, sau đó mình dịch lại cho mấy bạn hiểu đi giùm em nha. Được không? Để em không biết tiếng mấy bạn nha. Rồi, dang giọng hai chân bằng với cầu hạ người xuống giùm em. Rồi, nhớ nói mấy bạn là một đấu với một, mình không dịch người phía trước lại, té xuống là tụt quần và ôm bạn xuống luôn nha. Được không? Rồi, nam đấu với nam và nữ đấu với nữ là không được dùng tay, dùng bờ vai và mông đẩy nhau xuống mương. Nhưng khi nữ đấu với nam thì nữ sẽ vừa dùng tay xô đẩy nam. Đó. Dạ. Trời ơi trời. Hả? Thì cái đó đơn giản á, luật chơi đơn giản nhất rồi đó chị. Trời ơi. Rồi chuẩn bị nhạc nha, lên nhúng thiệt là mạnh nha. Đội nào còn thành viên trên cầu sẽ là đội thắng nha. 1, 2, 3, lên nhạc nào. Đó. Anh Kiểm lên, anh Kiểm đúng rồi. Dùng da đẩy bạn, ờ Kiểm đuổi đâu đâu anh Kiểm. Nhộn. Bây giờ anh Kiểm ơi, thiết đầu công luôn rồi. Vô nè, say. Trời ơi, chị Thanh chơi vui quá ha. Còn một mình chị đúng không? Bây giờ là chị đẹp. Chị đừng dùng ta. Ủa sao đuổi ta đi vô? Ta đang chơi được bình thường mà làm gì đuổi vậy? Trời đội thua cái đuổi ta đi vô trời. Ủa không, cái dân quyền dùng tay sau đẩy bóp anh bên này thoải mái. Đấu với nam mà được quyền dùng tay nha. Rồi đứng lên này chị đẹp. 1, 2, 3, lên nào. Đúng rồi, chị em mình vô nè. Đó. Chị Thanh chuẩn bị lên đấu lại nha chị Thanh ơi. Mới ở nhà té nguyên một đội rồi. Từ từ lên lên nào. 1, 2, 1, 2, 3, go. Hey. Đúng rồi chị gắn lên thì đó. Đúng rồi một ơi. Tú nhà trẻ ở cắn đầu đâu vậy anh. Trời ơi là trời đất. Trái cây đang vô mùa nha. Cắn một cái mà chị tán cắn đầu anh luôn đó. Cũng là trời ơi. Bây giờ đội Đồng Tháp lên lại với Đồng Tháp. Đồng Tháp lên lại mình đấu lại lượt với chị Thanh nha. Tội nghiệp mấy bạn là chưa được chơi cho mới lên té chơi mà. Rồi giờ không ra mọi người. Cảm ơn da của anh. Rồi. Hỏi bạn Kiểm lên mọi người, kéo chị lên nè. Anh Kiểm. Rồi. Anh Kiểm ơi. Rồi anh Kiểm nó lại luôn không anh Kiểm. Rồi với thêm một người, thêm một chị đâu nghe nó đi. Chị Quanh đâu rồi, chị Quanh nghe cho nè chị Quanh. Ở đất tù chị Quanh mệt. Cho chị Quanh vô trong ăn cơm uống nước nha. Rồi đứng lên mọi người, đứng lên, đứng lên. Anh Kiểm lên rồi mới đủ người anh Kiểm. Đi vòng lên, chơi vòng ra phía sau anh Kiểm. Anh Kiểm đâu lựa đậu đường, từ giữa chừng anh Kiểm lên gì nè. Rồi cho anh em lên đó nha. Rồi nắm đầu anh Kiểm lên nè. Rồi khoan nè chị ơi. Chị ơi chị. Chị được quyền dùng tay đẩy bóp anh Kiểm thoải mái chị đẹp. Anh Kiểm không dùng tay với chị. Trời ơi. Rồi, cho nhẹ nhàng giùm em nghe mấy bạn là Hàn Quốc về, không nên lâu lâu về Việt Nam đẩy xuống uống nước chứ nha. 1, 2, 3, lên nào. Gắn lên. Đúng rồi.
nó đi ba rồi từ từ lộn nguyên một hàng nó sao rồi kìa. Đứng lên kéo quần lên anh kẻm ơi tụt chết à, quá dữ rồi tiếp tục rồi chị đừng đẩy bóp anh kẻm đó chị, bóp thoải mái chị ơi. Yeah, say. Xuống nhà anh kẻm. Trời ơi kẻm nơi cắm đầu con ngoài gì nè. Trời ơi là chờ còi 1, 2, 3 lên. Lên à, hey. Tài lỗi tài lột chị em mà ok thằng chim tiếp theo. Quay sai cầu lên chị đẹp. Nước cạn quay sai cầu lên chị đứng thẳng chân lên. Chị đủ chiều cao đấy chị đẹp. Xuống nhà. Mà chị em té xuống leo lên lại gì đó hả? Mà chờ người chừng nào xong chị. Đi vô trong bờ. Bà té xuống bà thua bà leo lên lại ngồi thở. Đi vô bờ nghe chị thua rồi. Nước ruột không? Rồi chuẩn bị nè. Chị đẹp ơi chị em đi xuống vô bờ chị đẹp mình thua chị đẹp nha. Trời ơi lúc buộc chị tôi không mọi 1, 2, 3 lên cho chị trái lại luôn nè. Rồi ai té xuống là không có lên lại nữa nha. Nhẹ nhàng thôi em trai em không đi dùng tay với chị đó em trai. Em trai thì Việt Nam hay Hàn Quốc gì nè. Đúng rồi. Ghé lên chị cố lên đúng rồi đẩy chị đẩy em. Rồi rồi em đẩy chị rồi em lọt chị ơi. Tiếp tục nào. Rồi từ từ, tào lỗi tào chị em quăng một cái như quân dịch gì nè. Từ từ chị Hàn Quốc đó chị. Từ từ. Lên nào. Ờ, đó, đó chị em. Đó, đừng có nghe hàng chị ơi. Mấy bạn từ từ nhẹ nhàng giùm em luôn nha. Cố lên nào. Tào lỗi tào, tào lỗi tào lỗi tào lỗi tào lỗi tào lỗi. 1, 2, 3, go, say, hey, hey, hey. Ờ, 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 ờ